7. Tham cầu hiểu biết túc mạng. Lại nữa, thiện nam tử kia thụ ấm đã hư diệu, không mắc các tà lự, tính viên định phát minh, trong tam ma địa tâm thích được thêm nhiều hiểu biết, siêng năng khổ nhọc truy tìm, mong biết được đời sống trong kiếp trước. Giảng. Lại nữa, thiện nam tử kia thụ ấm đã hư diệu, không mắc các tà lự, tính viên định phát minh, trong cảnh giới vi diệu rộng suốt, sau khi thọ ấm tiêu dung, hành giả không còn tà lự nữa, an trụ trong định sáng suốt tròn đầy, trong tam ma địa tâm ưa thích được thêm nhiều sự hiểu biết. Trong định, hành giả ham muốn hiểu biết thêm nhiều vấn đề, mong có được sự thông hiểu về đời sống trong những kiếp trước. Anh ta dùng hết nỗ lực để công phu, không sợ khó nhọc, nên siêng năng khổ nhọc truy tìm, mong biết được đời sống trong kiếp trước. Khi ấy, thiên ma có được cơ hội thuận tiện, liền phóng tinh thần gán vào thân người ấy, và dụng miệng người đó giảng nói kinh pháp. Người này không biết mình bị ma gá vào, còn tự tuyên bố mình đã chứng được vô thượng niết bàn. Nó đến bên hành giả tham cầu hiểu biết, trải tòa ngồi thuyết pháp. Giảng. Khi ấy thiên ma có được cơ hội thuận tiện, liền phóng tinh thần gán vào thân người khác, và dùng miệng người đó giảng nói kinh pháp. Người này không biết mình bị ma gá vào, hoàn toàn không biết rằng thân xác mình đã bị ma chiếm đoạt sai khiến, tự tuyên bố mình đã chứng được vô thượng niết bàn. Nó đến bên hành giả tham cầu hiểu biết, trải tòa ngồi thuyết pháp. Trong pháp hội, người ấy bỗng dưng như được viên ngọc to lớn. Có khi ma hóa thành súc vật, miệng ngậm châu báu, thẻ tre, bùa chú và những vật quái dị khác. Trước trên đến trao cho người ấy, rồi sau mới gá vào thân họ. Hoặc là ma mê, hoặc người đến nghe pháp, bằng cách chôn một vật xuống đất rồi nói rằng có một hạt minh châu đang tỏa sáng ở nơi đó, nên các người nghe đều cảm thấy mình được việc chưa từng có. Ma thường chỉ ăn các loại dược thảo, chứ không dùng thực phẩm có sẵn, hoặc nó chỉ dùng ngày một hạt mè, một hạt lúa mạch mà vẫn thấy khỏe mạnh, là nhờ sự duy trì của ma lực. Nó phỉ báng các tỷ khưu, mắng chửi đồ chúng, không ngại dùng cả lời chê bai tị hiềm. Giảng. Trong pháp hội, người ấy bỗng dưng như được viên ngọc to lớn. Đó có thể là kim cương hay là viên ngọc như ý. Có khi ma hóa thành súc vật, miệng ngậm châu báu, thẻ tre, bùa chú và những vật quái dị khác. Nó nói rằng các vị Bồ Tát có thể biến hóa thân mình thành mọi thứ. Miệng con vật mà ma đã hóa thân thành ngậm châu báu, thẻ tre, bùa chú. Thẻ tre, giảng sách, là những vật để dùng cho việc ghi chép vào thời cổ đại. Chữ được viết trên một mặt, rồi người ta tách đôi thẻ tre ra, nên chữ hiện rõ ở trên bề mặt của mỗi thẻ tre. Khi cần dùng, các thẻ tre này đã làm chứng từ, người ta đem ghép hai thẻ lại với nhau. Nếu trùng hợp thì thẻ tre ấy được xem như một chứng từ. Nếu hai phần của thẻ tre đã được ghi chữ không trùng hợp, có nghĩa là không đáng tin. Phù độc, tức bùa chú, là thứ dùng để hàng phục, bắt giữ yêu ma quỷ quái, và con vật mà ma hóa thân có thể mang những vật quái gì khác. Những thứ này đều kỳ dị, hiếm có và rất giá trị. Trước trên đến trao cho người ấy, rồi sau mới gá vào thân họ. Hoặc là ma mê, hoặc người đến nghe pháp, bằng cách vô một vật xuống đất rồi nói rằng có một hạt minh châu đang tỏa sáng ở nơi đó. Nó chôn hạt châu xuống đất, rồi lừa bịp người đến nghe pháp, nói rằng ở dưới này có một viên minh châu, ánh sáng nó giống như mặt trăng, phát ra ánh sáng nơi đây, nên các người nghe đều cảm thấy mình được việc chưa từng có, Họ thán phục, ồ, người này đúng là chân thực, ông ta không thể nào là ma được. Đích thị kẻ ấy là ma, mà họ cứ khăng khăng cho là không phải, thương thay cho những người đến nghe nó giảng pháp. Ma thường chỉ ăn các loại dược thảo, chứ không dùng thực phẩm có sẵn. Nó thường chỉ ăn các loại dược thảo, không dùng những thực phẩm thông thường. Nó không dùng những thức ăn ngon, nó dùng nhân sâm và một số thuốc bổ. Khi tôi ở Hồng Kông, có gặp một người nói rằng không bao giờ dùng những thức ăn thông thường. Anh ta làm sát đồng trung gian cho những người cầu sống lâu, cầu con trai, cầu tài lộc và những thức khác. Bất kỳ lúc nào anh ta ở nhà người khác, anh đều thông báo là không ăn những thực phẩm thông thường. Thế anh ta ăn gì? Anh ta ăn trái ốc chó, là trái hạnh đào. Trong quả ốc chó có nhân, chứa rất nhiều chất dầu, rất bổ cho não. Chỉ cần ăn chút ít cũng đủ cho cơ thể hoạt động rồi. Nếu thường ăn một bát cơm thì chỉ ăn nửa bát quả ốc chó là đủ rồi. Hoặc là nó cũng ăn nhân hạt thông. Nói tóm lại, nó toàn ăn những thứ bổ dưỡng nhất. Hoặc nó chỉ dùng ngày một hạt mè, một hạt lúa mạch mà vẫn thấy khỏe mạnh, còn mập hơn heo nữa. Đó là nhờ sự duy trì của ma lực. Nó phỉ báng các tỷ khưu và mắng chửi đồ chúng, không ngại dùng lời chê bai và tị hiềm. Nó chuyên mạ lị những hòa thượng, những người xuất gia. Người xuất gia ư? Họ xuất gia để làm gì? Họ chẳng tu hành gì cả. Người xuất gia không tham tiền hay sao? Với họ thì càng nhiều càng tốt. Hoặc nó nói, tại sao các ông lại tin vào các ông ấy? Họ cũng chỉ là người, rốt cuộc các ông thật là đồ khùng. Khi có người tin vào các tỷ khưu, nó gọi họ là đồ khùng. Nó mắng chửi đồ chúng của nó là súc vật. Và những thứ đại loại tệ hại như thế, nó hoàn toàn không ngại dùng những lời vu cáo. Nó ưa nói về kho báu ở nơi xa lạ, hoặc nơi ẩn cư của các bậc thánh hiền. Những người đi theo nó thường thấy những nhân vật kỳ lạ. Giảng, nó ưa nói về kho báu ở nơi xứ lạ. Nó thích nói về những chuyện gì? Nó nói, ở nơi đó, nơi kia có vàng bạc và những loại châu báu. Ông có muốn lấy không? Nó tung lời đồn đãi như vậy để mê hoặc mọi người. Hoặc nó thích nói nơi ẩn cư của mười phương các vị thánh hiền. Nó nói với mọi người, có chư Phật và Bồ Tát đang tu hành ở nơi ấy mà ông hoàn toàn không biết được. Những người đi theo nó thường thấy những nhân vật kỳ lạ. Nó có thể làm phát ra ánh sáng hoặc hiển bày những đặc điểm rất kỳ lạ. Đây gọi là một loại ma, hoặc thần núi rừng, thổ địa, thành hoàng, trong núi, tuổi già thành quỷ. Người bị ma gá vào tán thành việc dâm dục, phá hủy giới luật Phật chế. Nó lén lút hành dâm với đệ tử, hoặc nó lại tinh tấn, ăn toàn thảo mộc, hành xử thất thường, quấy rối người tu hành. Đến khi chán rồi, không gá vào người nữa. Cả đệ tử và thầy đều rơi vào lưới pháp luật. Giảng, đây là loại sinh vật gì? Đây là một loại ma, hoặc thần núi rừng, thổ địa, thành hoàng sông núi, tuổi già, sau một thời gian dài thành quỷ. Người bị ma gá tán thành việc dâm dục, phá hủy giới luật Phật chế. Niệm tưởng dâm dục khiến nó phá hủy giới luật. Nó lén lút hành dâm với đệ tử, những người cùng thích năm thứ dục lạc, tài, sắc, danh, thực, thùy. Hoặc nó lại tinh tấn, ăn toàn thảo mộc, hành xử thất thường. Nó không ngồi thiền hay công phu tu tập gì cả. Nó chỉ theo lối tu khổ hạnh vô ích thôi. Quấy rối người tu hành, khiến cho họ không thể tu đạo được nữa. Nhưng sau một thời gian khi chán rồi, nó không đá vào người nữa. Cả thầy và trò đều rơi vào lưới pháp luật. Các ông nên biết rõ trước việc này để khỏi rơi vào vòng luân hồi. Nếu các ông mê lầm không biết, sẽ đọa vào địa ngục vô gián. Giảng, các ông nên biết rõ việc này để khỏi rơi vào luân hồi. tỉnh giác sớm trước tình trạng này để khỏi rơi vào bẫy của ma, đừng rơi vào lưới luân hồi sinh tử của ma giăng ra. Nếu các ông mê lầm không biết, đã đọa vào địa ngục vô gián. Ha ha ha,